chào quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Y học vì cuộc sống phát hành kỳ thứ 3 có chủ đề Tiến bộ trong điều trị bệnh viêm gan siêu vi B và C mãn tính. Chương trình do VTV Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thực hiện. Và hôm nay còn có sự đồng hành của văn phòng đại diện Hoffman La Roche. Thưa quý khán giả, ở những diễn đàn quan trọng như thế này thì không thể thiếu một cái thành phần rất là cần thiết và rất là quan trọng. Chúng tôi muốn nói đến các diễn giả tham gia chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự có mặt của ba bác sĩ là khách mời của chương trình Y học vì cuộc sống kỳ thứ 3. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Phương, trưởng phòng khám gan của Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Linh, là trưởng khoa phẫu thuật nội soi và cũng là bác sĩ chuyên khoa sản của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Vị khách mời thứ 3 xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Phạm Hồ Vũ, phó trưởng khoa nội và là trưởng phòng khám gan mật tụy của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Hôm nay thì tại trường quay chúng tôi còn được đón tiếp hơn 70 khán giả đã đến tận trường quay của VTV Cần Thơ để tham gia chương trình. Xin nhiệt liệt chào đón tất cả quý khán giả. Xin chân thành cảm ơn ba bác sĩ cùng tất cả quý khán giả. Thưa quý khán giả, hiện giờ trên màn ảnh đang hiển thị số điện thoại của chương trình Y học vì cuộc sống. Thông qua số điện thoại này thì chúng tôi mong muốn là quý khán giả hãy gọi điện thoại và gửi cho chúng tôi những câu hỏi cũng như là những ý kiến giao lưu với các vị khách mời. Quý khán giả đừng quên gọi về cho số điện thoại 0710 39 33 000. Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình bạn. Thưa quý khán giả, từ trước đến nay khi mà nói về bệnh lý ở gan, thì tình trạng xơ gan và ung thư gan luôn có tiên lượng xấu. Bởi vì hai bệnh này vừa nguy hiểm lại rất khó điều trị. Và khi mà nhắc đến xơ gan cũng như là ung thư gan thì người ta thường liên tưởng đến hai bệnh viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C mãn tính. Thực tế về mối liên quan này như thế nào? Đây cũng là vấn đề đầu tiên mà chúng tôi muốn được trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Phương ạ. Thưa bác sĩ, một người bị bệnh viêm gan B và viêm gan C như thế nào thì họ có nhiều nguy cơ bị biến chứng xơ gan và ung thư gan? Nếu mà so sánh giữa bệnh viêm gan B và viêm gan C thì bệnh nào có cái tỷ lệ biến chứng cao hơn bác sĩ? Đầu tiên thì cho tin gửi lời chào đến khán giả ở trường quay và đến khán giả giao lưu ở VTV Cần Thơ. Để trả lời câu hỏi này thì tôi xin sơ lược về bệnh viêm gan B và viêm gan C, và từ đó chúng ta có khái quát về những cái vấn đề mà vừa nêu ra. Thứ nhất, về bệnh viêm gan siêu vi B thì viêm gan siêu vi B là bệnh nhiễm trùng mà do siêu vi B gây ra. Siêu vi B này thì đã được biết tới từ năm 1965 và mãi đến năm 1973 người ta mới biết rõ về siêu vi B dưới kính hiển vi điện tử. Về tỷ lệ viêm gan siêu vi B ở Việt Nam mình thì dao động từ 10 đến 20% tùy theo địa phương, tùy theo cái đối tượng được khảo sát. Người ta ước tính ở trên thế giới mỗi một năm thì có khoảng 350.000 người chết về siêu vi B. Thực tế thì ở Việt Nam mình và ngay cả thế giới, con đường lây siêu vi B chủ yếu qua ba đường. Đường thứ nhất là đường tiêm chích không an toàn. Đường thứ hai là con đường
lây qua tình dục, và đường thứ ba là con đường lây truyền từ mẹ sang con. Và ở Việt Nam thì cái con đường lây truyền từ mẹ sang con là con đường quan trọng nhất. Nói về cái gây bệnh của viêm gan siêu vi B, đầu tiên, viêm gan siêu vi B xâm nhập vào cơ thể mình thì có thời gian ủ bệnh, thường trung bình là 6 tuần. Và khi xâm nhập vào cơ thể thì gây ra tình trạng viêm gan siêu vi B cấp. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% bệnh nhân viêm gan siêu vi B cấp thì có triệu chứng lâm sàng mà coi. Còn 80% bệnh nhân thì không có triệu chứng lâm sàng. Một đợt kéo dài của viêm gan siêu vi B cấp có thể từ 1 đến 12 tuần. Và thời kỳ hồi phục có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Sau bệnh nhân viêm gan siêu vi B cấp thì ở người lớn gần như 90% trường hợp sẽ khỏi bệnh, chỉ 10% còn lại diễn tiến thành viêm gan siêu vi B mãn tính. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ thì vấn đề nó ngược lại. Ở trẻ nhỏ thì triệu chứng lâm sàng gần như không có, trẻ càng nhỏ càng không có triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ thì 90% viêm gan siêu vi B cấp sẽ chuyển thành viêm gan siêu vi B mãn tính. Từ viêm gan siêu vi B mãn tính, nếu ta không điều trị thì 30% trong số đó sẽ chuyển thành xơ gan, kéo dài từ 10 đến 30 năm và có thể ngắn hơn nếu cái người đó, bệnh nhân đó uống rượu uống bia nhiều, người đó bị suy giảm miễn dịch nhiều thì cái khoảng nó sẽ ngắn hơn. Và khi đã được chẩn đoán viêm gan, khi đã được chẩn đoán xơ gan thì cái tỷ lệ mà bị ung thư gan nó dao động khoảng 2,5% cho mỗi năm cộng dồn. Tôi thí dụ như mình được chẩn đoán là xơ gan thì năm đầu tiên mình có khả năng bị ung thư gan là 2,5%. Năm kế tiếp mình có khả năng bị ung thư gan là 5%. Như vậy thì quý vị sẽ thấy việc điều trị rất là quan trọng. Ngày nay với tiến bộ của khoa học kỹ thuật và với tiến bộ của y học, có nhiều thuốc với nhiều hiệu quả khác nhau để điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính. Vì vậy, những bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính nên đến các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa về gan để được xét nghiệm, tư vấn, theo dõi. Và nếu có chỉ định điều trị, chúng ta nên điều trị, tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Chỉ có tuân thủ đúng phác đồ điều trị thì có hy vọng ngăn ngừa được vấn đề xơ gan và ung thư gan mà thôi. Hiện tại, Bảo hiểm y tế Việt Nam trong danh mục thuốc có đầy đủ thuốc để điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính. Đây là một cơ hội tốt cho bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính tiếp cận được thuốc và điều trị với chi phí thấp nhất. Về viêm gan siêu vi C, thì viêm gan siêu vi C người ta được biết đến bởi hai tác giả Kiêu và Chiêu vào năm 1989. Tỷ lệ trên thế giới hiện tại thì ước tính có khoảng 170 triệu người viêm gan siêu vi C mãn tính. Hàng năm cái khả năng chết viêm gan siêu vi C cũng rất cao. Ở Việt Nam mình thì tỷ lệ viêm gan siêu vi C ước chừng khoảng 4%. Tỷ lệ này có thể cao hơn ở những đối tượng tiêm chích xì ke, những đối tượng hành nghề mại dâm. Con đường lây của viêm gan siêu vi C cũng tương tự na ná với con đường lây của viêm gan siêu vi B, cũng lây qua con đường tiêm chích không an toàn, lây qua đường tình dục và lây qua lây truyền mẹ con. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận cái viêm gan siêu vi C lây qua con đường lây thứ tư là từ cái cơ sở y tế sử dụng những kỹ thuật y khoa không an toàn. Và chú trọng nhiều nhất là ở ngành nha khoa, sử dụng các thủ thuật mà dụng cụ vô trùng không đạt yêu cầu. Hay là những cái kỹ thuật
mà có chuyên gia ở những cái cơ sở y học cổ truyền của chúng ta mà vô trùng không đặt yêu cầu. Về lây bệnh thì viêm gan siêu vi C khi xâm nhập vào cơ thể cũng có thời gian ủ bệnh mà cũng gây viêm gan siêu vi C cấp giống như viêm gan siêu vi B. Tuy nhiên nó cũng chỉ có 20% trường hợp là có biểu hiện lâm sàng, còn 80% trường hợp còn lại là yên lặng. Cho nên người bệnh rất khó phát hiện mình bị bệnh viêm gan siêu vi C. Khi viêm gan siêu vi C cấp tính thì có một số ít bệnh nhân sẽ được khỏi bệnh, thanh thải được virus. Có khoảng 55-85% bệnh nhân không may chuyển thành viêm gan siêu vi C mãn tính. Khi chẩn đoán viêm gan siêu vi C mãn tính, nếu bệnh nhân không được điều trị đúng mức thì 15-30% trong số bệnh nhân viêm gan siêu vi C mãn tính đó sẽ chuyển sang xơ gan. Và khi đã xơ gan rồi thì cái tỷ lệ bị ung thư gan khoảng 2-4% một năm cộng dồn cũng giống như tỷ lệ của viêm gan siêu vi B mãn tính bị ung thư gan. Về điều trị thì ngày nay với tiến bộ của y học có rất nhiều thuốc để điều trị viêm gan siêu vi C mãn tính với nhiều phác đồ khác nhau, với những tỷ lệ thành công khác nhau. Và hiện tại với năm 2015 thì có rất nhiều thuốc điển hình như sofosbuvir hoặc là cimerevir hoặc là ladispatvir kết hợp với phác đồ điều trị chuẩn pegintacferon cộng với ribavirin thì hiệu quả điều trị rất cao, hiệu quả điều trị rất cao. Có những phác đồ mới sau này chỉ uống thôi, không cần dùng tới những cái thuốc chích thì hiệu quả có thể lên đến 99%. Ngày nay thì Bảo hiểm Y tế Việt Nam cũng có chi trả 30% trên mệnh giá thẻ cho bệnh nhân viêm gan siêu vi C điều trị. Và tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để cho bệnh nhân viêm gan siêu vi C mãn tính được tiếp cận với thuốc và tiếp cận với điều trị. Chỉ có điều trị đúng, điều trị tốt thì mình mới mong phòng ngừa được xơ gan và ung thư gan. Trên đây là hai cái bệnh mà có liên quan đến ung thư gan, xơ gan. Tuy nhiên, để hỏi rằng là bệnh nào quan trọng hơn bệnh nào, bệnh nào có khả năng gây ung thư gan cao hơn thì thực tế rất khó trả lời, phải tùy theo mỗi bệnh nhân, tùy theo mỗi người, tùy theo cái tình trạng bệnh của họ thì mới trả lời được là bệnh nào sẽ nặng hơn bệnh nào. Và tôi cũng gặp rất nhiều câu hỏi là viêm gan C nặng hơn hoặc viêm gan B nặng hơn. Thì xin thưa rằng không có câu trả lời chính xác bệnh nào nặng hơn, chỉ có người bệnh nào nặng hơn người bệnh nào. Thì nên chúng ta lưu ý điều này. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy là nó còn tùy thuộc vào cái cơ địa, cái tình trạng sức khỏe. Và cái quan trọng là người đó đã có một cái tuân thủ cái việc điều trị như thế nào và phác đồ điều trị như thế nào, có nhiều thứ phải không ạ? Rồi, rất đúng. Xin cảm ơn bác sĩ. Như bác sĩ Lê Thanh Phương vừa nói thì chúng ta thấy rằng là xơ gan và ung thư gan là hậu quả nặng nề nhất của hai bệnh viêm gan B và C mãn tính. Tuy nhiên như bác sĩ Lê Thanh Phương cũng nói, đây không phải là một cái mối liên quan này không phải là một con đường tất yếu. Có nghĩa là không phải người bệnh viêm gan B hay là viêm gan C nào cũng cuối cùng phải gánh lấy cái hậu quả là xơ gan hay ung thư gan. Chúng ta biết rằng với những tiến bộ của y học ngày nay thì có thể giúp cho nhiều người bệnh viêm gan siêu vi có thể phòng ngừa được các biến chứng một cách rất là hiệu quả. Và để đạt được điều này thì trước hết chúng ta phải phát hiện sớm tình trạng viêm gan do virus B và C gây ra. Sau đó thì phải thực hiện một quy trình chẩn đoán bệnh thật là chính xác. Và nếu như bác sĩ đã có chỉ định điều trị thì chúng ta phải được một cái quá trình điều trị và theo dõi kiểm soát bệnh chặt chẽ ở một cơ sở y tế có chuyên khoa về gan. Nhằm giúp cho quý khán giả có thêm thông tin về vấn đề này, chúng tôi đã thực hiện một video clip để quý khán giả có thể hình dung rằng là trong cái quá trình chẩn đoán bệnh cũng như là kiểm soát điều trị đối với hai bệnh viêm gan B và C thì những tiến bộ trong lĩnh vực cận lâm sàng có ý nghĩa như thế nào? Trong các bệnh viêm gan do siêu vi gây ra,
thì viêm gan siêu vi B và C mãn tính có tỷ lệ mắc cao nhất. Tuy nhiên, đặc điểm của hai bệnh này là tiến triển âm thầm và trong nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng. Thực tế đã có nhiều người phát hiện bệnh một cách tình cờ. Cháu nó đi khám bệnh, rồi nó bị siêu gan B, rồi mới sợ đi thử máu là có con siêu gan B, rồi có con virus. Lúc đầu là em bị đau đầu, em đi xét nghiệm máu là men gan cao, rồi xong là đợt sau nãy khám lại là đi xét nghiệm máu là định lượng luôn. Bác sĩ kêu là con virus nó cao là kêu điều trị. Đi khám sức khỏe kiểm tra tổng quát với gia đình á, thì mình phát hiện được là mình có bị viêm gan B. Mẹ và anh hai cũng có bị. Qua tìm hiểu về một số thông tin cũng như trên internet á, thì em được biết thì có thể là do mẹ bị và truyền sang cho hai anh em ạ. Nói đến tiến bộ trong điều trị bệnh viêm gan siêu vi B và C mãn tính, trước hết phải kể đến những tiến bộ trong khâu chẩn đoán, xác định bệnh. Ngày nay, với một xét nghiệm máu khá đơn giản, người ta có thể tầm soát để phát hiện các trường hợp nhiễm virus gây bệnh viêm gan B hoặc viêm gan C. Để chẩn đoán bệnh viêm gan siêu vi B, cần thực hiện xét nghiệm tìm kháng nguyên bề mặt của virus gây bệnh, gọi là HBsAg. Còn để chẩn đoán một người có nhiễm virus gây bệnh viêm gan siêu vi C hay không, trước hết phải xét nghiệm máu tìm kháng thể đặc hiệu của virus này, gọi là anti-HCV. Bác sĩ chuyên khoa còn dựa vào kết quả thăm khám lâm sàng, siêu âm gan để quyết định người bệnh có nên thực hiện tiếp các xét nghiệm chuyên sâu hay không. Muốn dùng thuốc điều trị bệnh viêm gan B hoặc C mãn tính, người nhiễm virus phải kiểm tra men gan và nhất thiết phải thực hiện xét nghiệm máu bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Cái tiến bộ mà theo tôi nghĩ quan trọng nhất đó là hiện nay chúng ta đã có thể là cho cái chỉ định và làm được cái xét nghiệm định lượng cái con virus, số lượng virus viêm gan B và viêm C trong máu. Định được genotype của virus viêm gan B và viêm gan C trong máu. Chúng ta còn có thể phát hiện được là khi trong quá trình điều trị bệnh nhân có kháng thuốc hay không, cái kiểu gen của bệnh nhân có đáp ứng được tốt với điều trị hay không. Rồi chúng ta cũng có thể phát hiện được là virus nó có bị biến đổi để có nguy cơ sinh ung thư hay không. Đó là tất cả những tiến bộ mà nhờ cái kỹ thuật sinh học phân tử mang lại. Để nâng cao hiệu quả của kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử, một số cơ sở điều trị có chuyên khoa về gan như Bệnh viện Quốc tế Phương Châu còn phấn đấu đạt tiêu chuẩn phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 2. Cái phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 2 á, đảm bảo rằng cái người làm việc sẽ không bị nhiễm, đồng thời đảm bảo rằng những cái mẫu của chúng ta sẽ không nhiễm ra ngoài. Cái vận chuyển mẫu, lấy mẫu, gửi chỗ này đến chỗ kia v.v. những quy trình thật sự là chặt chẽ. Chính vì vậy cho nên nhà nước chúng ta đòi hỏi những cái xét nghiệm như là xét nghiệm mà sinh học phân tử làm với những tác nhân như viêm gan B, viêm gan C đòi hỏi phải là an toàn sinh học cấp 2 là vì như vậy. Siêu âm cũng là phương tiện chẩn đoán hình ảnh giúp ích cho việc chẩn đoán và kiểm soát điều trị bệnh viêm gan siêu vi B và C mãn tính. Ngày nay với siêu âm đàn hồi, các thầy thuốc càng có điều kiện khảo sát, ghi nhận mức độ xơ hóa của gan, qua đó đánh giá về tình trạng của mô gan và phát hiện sớm khối u ở gan. Nếu mà so với nhiều thập niên trước đây thì hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình chẩn đoán cũng như là kiểm soát điều trị đối với hai bệnh viêm gan siêu vi B và C mãn tính thì đã có những bước tiến bộ rất là rõ rệt. Và bây giờ là thời điểm để quý khán giả có thể chia sẻ những thắc mắc của mình liên quan đến hai bệnh viêm gan siêu vi B và C với các vị khách mời tham gia chương trình. Xin hỏi trong số hơn 70 khán giả đang có mặt trong trường quay thì ai là người muốn nêu câu hỏi trực tiếp với các vị khách mời của chúng ta? Xin mời chị. Chị có thể cho biết là chị đến từ đâu và câu hỏi của chị là gì ạ? Tôi là Kim Tia, đến từ quận Ninh Kiều. Xin được hỏi trong việc như trong coi trong phim cái khám và xác định việc viêm gan siêu vi có khá nhiều bước. Vậy xin cho hỏi thời gian điều trị đó, thời gian làm như vậy đó là có tốn nhiều thời gian không? Và người bệnh có phải trở lại bệnh viện nhiều lần không? Xin bác Vũ cho trả lời câu hỏi dùm. Dạ. Chị đã nêu câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Phạm Hồ Vũ. Xin cảm ơn chị và xin mời ý kiến tư vấn của bác sĩ ạ. Trước tiên thì xin cảm ơn chị đã có câu hỏi cho chương trình. Kính thưa chị, bà con trường quay cùng với cái quý vị khán giả tham đài. Thì cũng như là bác sĩ Khuôn đã trình bày vừa rồi, nghĩa là
tỷ lệ lưu hành của bệnh viêm gan siêu vi B, C trong dân số chúng ta rất là cao. Bệnh lại gây ra nhiều cái biến chứng nặng nề. Nhưng mà lại trong cái thời kỳ đầu thì có các bệnh thể hiện, có các cái người bệnh thể hiện cái triệu chứng bên ngoài để mà biết, để mà khám và tầm soát bệnh. Cho nên cái vấn đề quan trọng chúng ta là phải khám tầm soát bệnh để mà chẩn đoán được bệnh. Thì thật ra cái quá trình mà chẩn đoán được cái bệnh viêm gan siêu vi B, C thì nó không có tốn nhiều thời gian. Chúng ta chỉ cần làm cái xét nghiệm máu thôi. Thì đối với cái viêm gan siêu vi B thì chúng ta chỉ cần cái xét nghiệm đơn giản là cái kháng nguyên bề mặt. Như là cái clip đã trình bày, đó là cái HBS AG và cái kháng thể của kháng nguyên bề mặt đó là anti-HBS. Còn đối với cái viêm gan siêu vi C thì chúng ta chỉ làm cái kháng thể là cái anti-HCV. Thì dựa vào cái xét nghiệm máu đó, cái thời gian chúng ta tốn chỉ cần khoảng 30 đến 45 phút thì sẽ cho ta cái câu trả lời là bệnh nhân có nhiễm viêm gan siêu vi B hoặc C hay không. Nếu mà bệnh nhân không có nhiễm thì bệnh nhân có thể ra về và chỉ cần sau này mình đi tái khám định kỳ và xét nghiệm để mà đánh giá là tình trạng bệnh hoặc là có triệu chứng bất thường thì chúng ta mới khám bệnh. Còn đối với viêm gan siêu vi B thì nếu mà bệnh nhân không nhiễm cái viêm gan siêu vi thì ở phòng khám chúng tôi sẽ tư vấn cho bệnh nhân tiêm ngừa. Rồi nếu mà trường hợp bệnh nhân là có nhiễm viêm gan, đối với viêm gan siêu vi B thì chúng ta phải xác định là viêm gan nhiễm này là mãn tính, cấp tính hay là mãn tính. Tại vì ta biết là nếu mà cái viêm gan mà nó chỉ mới xuất hiện trong vòng 6 tháng đầu thì là một cái viêm gan cấp tính, thì đối với viêm gan siêu vi B cấp tính thì có đến khoảng 80-85% trường hợp là bệnh nhân sẽ tự hồi phục, tự đẩy lùi được siêu vi và khỏi bệnh. Cho nên là viêm gan cấp tính thì thường không có cái chỉ định điều trị đặc hiệu, chúng ta chỉ cần theo dõi thôi. Rồi sau cái thời gian đó rồi chúng ta sẽ đánh giá lại. Còn đối với viêm gan siêu vi B mà chúng ta đã xác định là mãn tính rồi thì nó lại có hai trường hợp. Nghĩa là cái trường hợp là viêm gan siêu vi B này mãn tính nhưng mà dạng là siêu vi không hoạt động hay là siêu vi là cái dạng viêm gan siêu vi hoạt động. Đối với cái dạng viêm gan siêu vi không hoạt động thì chúng ta cũng chỉ cần theo dõi, không cần cái điều trị đặc hiệu gì cả. Chỉ cần theo dõi 3 đến 6 tháng. Tại vì cái viêm gan siêu vi mà không hoạt động thì nó có thể trở thành cái dạng hoạt động bất cứ lúc nào. Nếu mà thành cái dạng hoạt động thì chúng ta phải đưa cái hướng điều trị thích hợp. Còn cái viêm gan siêu vi hoạt động thì như tôi đã trình bày rồi đó, đã là viêm gan siêu vi hoạt động thì chúng ta phải xác định là bệnh nhân này có cái chỉ định điều trị hay chưa. Thì cái chỉ định điều trị viêm gan siêu vi hoạt động B hoạt động là phải có cái vấn đề của cái tổn thương gan. Thì khi mà đã có cái chỉ định là viêm gan siêu vi cần phải điều trị thì bác sĩ chuyên khoa gan mạch sẽ tư vấn và điều trị cho quý bà con. Còn đối với cái viêm gan siêu vi C, khi mà chúng ta xác nhận được là cái xét nghiệm anti-HCV nó dương tính thì điều đó là nó đồng nghĩa, nó chỉ mang ý nghĩa là chúng ta đã từng có cái đáp ứng miễn dịch với cái siêu vi C. Có nghĩa là bao gồm cả hai thể, một thể là có thể là chúng ta từng nhiễm nhưng mà bây giờ chúng ta đã khỏi bệnh, hoặc là một thể là bây giờ nó là viêm gan siêu vi C mãn tính. Thì trong cái trường hợp này thì tại vì cái viêm gan siêu vi C mãn tính thì cái viêm siêu vi C mà cấp thì thật sự nó rất khó để mà hiện tại bây giờ không có một cái xét nghiệm nào có thể khẳng định chắc chắn là cái viêm siêu vi C cấp. Nhưng mà như là bác sĩ Khuôn đã trình bày, nếu mà một bệnh nhân nhiễm viêm gan siêu vi C cấp thì khoảng có 20-40% trường hợp là bệnh nhân sẽ tự đào khỏi được bệnh và khỏi bệnh. Cho nên thường thì trong cái giai đoạn này chúng ta chưa gọi điều trị, cái xu hướng bây giờ chưa gọi điều trị, chúng ta sẽ đợi khoảng 24 tuần. Nghĩa là chúng ta phải tận dụng hết trơn cái thời gian lành bệnh tự nhiên của bệnh nhân. Rồi sau đó, sau cái thời gian đó chúng ta sẽ làm xét nghiệm lại. Nếu mà vẫn còn cái tồn tại, cứ như chúng ta phải định lượng lại cái viêm gan siêu vi C. Nếu mà vẫn còn cái viêm gan siêu vi C định lượng mà nó dương tính, vẫn còn tồn tại và có biểu hiện của tổn thương gan thì chúng ta có chỉ định điều trị. Tóm lại thì thật sự là một cái tầm soát của cái bệnh lý viêm gan thì nó không tốn nhiều thời gian cho chúng ta. Và sau đó nếu mà giả sử như là chúng ta có nhiễm thì cái thời gian mà chúng ta lại tái khám cũng không cần quá nhiều, và tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh lý chúng ta thế nào và cái đáp ứng điều trị thế nào. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hồ Vũ và xin mời khán giả trường quay tiếp tục nêu câu hỏi với các vị khách mời ạ. Xin mời anh. Xin cứ tên em là Tô Bá Hiệp ở quận Ninh Kiều. Xin có hỏi bác sĩ Linh, tức là
xem trên đài và báo chí thì biết là bệnh viêm gan siêu vi B và C có thể lây truyền từ mẹ sang con. Đấy, thì bây giờ là những người mẹ mà những đứa em bé mà sinh ra từ người mẹ mắc bệnh viêm gan siêu vi B và C này thì đến khi nào mà làm xét nghiệm mà để biết cháu có mắc bệnh hay không và làm những xét nghiệm gì? Xin hỏi ý kiến, chào bác sĩ. Dạ, xin cảm ơn anh Hiệp ạ. Xin giới thiệu cùng quý khán giả và anh Hiệp thì bác sĩ Nguyễn Duy Linh là bác sĩ chuyên khoa sản của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, và anh cũng trực tiếp để phụ trách cái chương trình phòng ngừa lây truyền viêm gan siêu vi B từ mẹ sang con. Anh có thể là rất tình cờ trong ba diễn giả của mình thì thấy là hai diễn giả đã trả lời rồi, đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Linh, nhưng mà anh lại đặt câu hỏi là đúng địa chỉ rồi đó. Xin mời bác sĩ Nguyễn Duy Linh ạ. Dạ, xin cảm ơn cái câu hỏi của chú. Thì cái câu hỏi của chú rất là hay. Và hình như là bác sĩ ngồi khám bệnh cho các thai phụ bị viêm gan siêu B thì hay bị hỏi câu hỏi này lắm. Thường thì ta sẽ hỏi nhiều đến viêm gan siêu B nhiều hơn, tại tỷ lệ lưu hành nó cao. Còn viêm gan siêu vi C thì ít. Thì đầu tiên sẽ xin trả lời chú về cái viêm gan siêu B trước. Thì trước khi mình trả lời câu hỏi này thì mình cũng xem qua thử những người mẹ mà bị viêm gan siêu B. Nếu như mà người mẹ này sau khi mà sanh bé ra mà chúng ta không có được tiêm ngừa đó thì tỷ lệ lây nhiễm cho em bé như thế nào, thì theo các nghiên cứu của công trình nghiên cứu á, thì người ta thấy rằng nếu như mẹ bị HBsAg dương tính, nhưng mà nếu HBsAg âm tính và HPV DNA mà nó âm tính á, có nghĩa là cái mức độ lây nhiễm cho em bé nó thấp á, thì nếu như em bé sau khi sanh xong được tiêm ngừa đầy đủ thì chỉ dưới 1% là em bé có nguy cơ bị viêm gan siêu B mãn. Nếu như mà mẹ có HBsAg dương tính và có HBeAg dương tính cộng với HPV DNA dương tính, đặc biệt là HPV DNA cao trên 17 cục bi trên ml á, thì những trường hợp này gọi là nguy cơ cao lây nhiễm từ mẹ sang con. Thì người ta nghiên cứu rằng nếu những người có nguy cơ cao vậy đó, mẹ nguy cơ cao vậy đó mà không được tiêm ngừa cái vaccine sau khi sanh thì có 70-90% những trường hợp em bé sanh xong là sẽ bị nhiễm viêm gan siêu vi B. Nếu sau khi sanh xong, bà mẹ đó, em bé đã được tiêm ngừa chỉ có vaccine đơn thuần thì có 20-30% em bé có thể bị nhiễm viêm gan B. Nếu mẹ được tiêm ngừa vừa vaccine cộng với immunoglobulin, có nghĩa là một cái huyết thanh thụ động đó, được tiêm ngừa hai cái đồng thời thì tỷ lệ em bé có thể bị viêm gan B là khoảng 10-15%. Cho nên là chúng ta lưu ý một điều là không phải sau khi chúng ta tiêm ngừa cho con chúng ta sau khi sanh xong tiêm ngừa vaccine đầy đủ, có nghĩa là tiêm 3 hoặc 4 mũi sau khi sanh xong là chúng ta có thể yên tâm là con chúng ta không có bị nhiễm viêm gan siêu vi B. Cái điều quan trọng sau khi tiêm ngừa đó chính là cái việc chúng ta phải xét nghiệm lại sau khi tiêm ngừa để xem em bé này có bị nhiễm viêm gan siêu vi B chưa, hay là em bé này đã có kháng thể rồi. Tại vì người ta nghiên cứu thấy rằng không phải 100% tất cả những bé tiêm ngừa viêm gan siêu vi B đều có được cái kháng thể. Những bé này có thể nó đã bị nhiễm ngay từ trong bụng mẹ, hoặc là những bé này nó không có kháng thể. Nếu như những bé này không có kháng thể mà chúng ta sau này chúng ta cho nó tiếp xúc với chúng ta trong cái sinh hoạt hàng ngày trong gia đình, xài khăn chung hay là kem đánh răng, xài bàn chải đánh răng, hoặc là sau này khi bé đến tuổi mà bé đi học trong nhà trẻ đó, hoặc là cấp 1, cấp 2 xài chung những cái đồ vật dụng chung với những cái bạn học cùng lứa mà bé nó chưa có được cái kháng thể thì những bé này sẽ có nguy cơ bị viêm gan siêu vi B. Tóm lại, trên cái mẹ bị viêm gan siêu vi B thì chúng ta cần phải xác định được bé có bị nhiễm viêm gan siêu vi B không vào thời điểm là khoảng tháng thứ 9 đến tháng 18. 9 tháng tới 18 tháng thì chúng ta nên xét nghiệm càng sớm càng tốt để xác định được là con mình có bị nhiễm hay chưa và có đủ kháng thể hay chưa. Những trường hợp nếu bé chích một cái đợt viêm gan siêu chích một đợt vaccine đầu tiên mà bé vẫn chưa có đủ kháng thể đó thì chúng ta cần phải chích tăng cường cho bé một mũi, hoặc là chúng ta phải chích thêm một đợt thứ hai khoảng 3 mũi. Sau cái đợt chích này chúng ta cũng phải xét nghiệm để đánh giá xem em bé có được kháng thể hay chưa. Thường thì đa phần sau khi chúng ta chích một cái liều lặp lại vậy đó thì bé sẽ có đủ cái kháng thể. Tuy nhiên có những bé vẫn không có được cái kháng thể thì những đối với những cái bé này thì chúng ta cần phải tư vấn cho cha mẹ của bé biết là những bé này chưa có kháng thể, nó chưa được an toàn. Cho nên khi chúng ta tiếp xúc, cho bé tiếp xúc trong sinh hoạt, trong gia đình hàng ngày, hoặc sau này khi đi học này đó, chúng ta phải dặn bé, ví dụ nó không được xài khăn chung với những người trong gia đình mà bị viêm gan siêu vi B, vân vân. Còn đối với viêm gan siêu vi C
một cái điều không may đối với những bệnh nhân bị viêm gan siêu BC, nhất là bà mẹ, là hiện tại viêm gan siêu BC chưa có vaccine, không có vaccine. Tuy nhiên, một điều lại may mắn là tỷ lệ lây truyền viêm gan siêu BC từ mẹ sang con lại thấp hơn rất là nhiều so với viêm gan siêu B. Tỷ lệ nó trung bình người ta tính nó khoảng 5% thôi. Cho nên rất là thấp, thấp hơn nhiều so với viêm gan siêu B lắm. Thì đó là một điều may mắn. Thì để xác định được cái bé này có bị lây nhiễm viêm gan siêu BC từ mẹ hay không thì chúng ta sẽ xét nghiệm vào thời điểm khoảng 12 tới 18 tháng để xác định là em bé này có bị viêm gan siêu BC hay không. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ xét nghiệm cái anti HCV giống như hai bác sĩ nói vừa rồi đó. Còn riêng đối với bổ sung thêm cái viêm gan siêu B thì chúng ta sẽ xét nghiệm là HBsAg và anti HBs. Thì đó là các cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải làm cho bé sau khi sanh, cũng như là cái thời điểm mà chúng ta cũng cần biết để chúng ta đưa con em chúng ta đi xét nghiệm, để tránh tình trạng là con em chúng ta bị nhiễm mà chúng ta không biết. Dạ, xin cảm ơn ý kiến tư vấn của bác sĩ Nguyễn Duy Linh ạ. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Y học vì cuộc sống phát hình kỳ thứ 3 có chủ đề Tiến bộ trong điều trị bệnh viêm gan siêu vi B và C mạng tính. Chương trình do VTV Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Quốc tế Phương Châu thực hiện và có sự đồng hành của văn phòng đại diện Hoffman La Roche. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để lần lượt mời ba bác sĩ trả lời những câu hỏi mà quý khán giả vừa gửi đến cho chương trình qua đường dây nóng 0710 39 33 000. Trước hết xin mời bác sĩ Lê Thanh Phương trả lời của câu hỏi của khán giả Lê Kiều Phương, 43 tuổi ở 278/9 đường Tầm Du, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chị Phương có hỏi là nghe nói trẻ con khi bị viêm gan siêu vi B cấp thì không có cái triệu chứng gì, vậy thì làm như thế nào để phát hiện là cháu bé bị bệnh? Xin mời ý kiến tư vấn của bác sĩ. Tôi rất là chia sẻ những cái băn khoăn của chị về hỏi về đứa trẻ càng nhỏ thì làm sao biết bệnh. Thực tế thế này, ngày nay thì vấn đề tiêm ngừa rất là quan trọng. Việt Nam mình nằm trong số 117 nước mà có 90% đứa trẻ dưới 5 tuổi được tiêm ngừa. Thành ra là vấn đề tiêm ngừa là rất quan trọng. Tôi xin nhắc lại, tiêm ngừa rất là quan trọng để phòng ngừa viêm gan siêu vi B cho trẻ mới sanh. Một số ý kiến, một số nghiên cứu người ta ghi nhận thế này. Trẻ càng nhỏ từ sơ sinh cho đến 5 tuổi thì khi bị viêm gan siêu vi B cấp thì gần như không có triệu chứng lâm sàng. Gần như không có. Nhưng những đối tượng này sau này sẽ chuyển thành mãn tính, 90% chuyển thành mãn tính. Thành ra làm sao biết được viêm gan siêu vi B cấp? Rất khó các anh chị, rất khó, không có dễ. Vấn đề đặt ra là gì? Hiện tại điều trị viêm gan siêu vi B cấp đối với trẻ nhỏ người ta chưa đặt ra. Điều trị đặc trị người ta chưa đặt ra. Chính vì vậy, thành ra là cái vấn đề đặt ra để mà chẩn đoán viêm gan siêu vi B cấp thật ra rất là khó. Ta điều trị không được, thành ra người ta cũng không đặt ra vấn đề chẩn đoán viêm gan cấp ở đứa trẻ nhỏ. Và người ta chỉ theo dõi mà thôi. Theo dõi thì có cái vấn đề xuất hiện cái triệu chứng, nếu có, về gan mật như vàng da hoặc là những triệu chứng gì đó mà người ta thấy bất thường, thì trong cái khoảng thời gian mà sơ sinh đó, có bác sĩ sơ sinh sẽ thăm khám theo lịch trình đó, thì người ta sẽ phát hiện bất thường, thì người ta có nghĩ tới ta tầm soát. Mà tôi xin nhắc lại, hiện tại chưa có thuốc điều trị viêm gan siêu B cấp ở đứa trẻ nhỏ sơ sinh, thành ra vấn đề chẩn đoán chưa được đặt ra. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Thanh Phương. Tiếp theo thì chúng ta có câu hỏi của chị Thái Thị Thảo. Chị Thái Thị Thảo còn rất là trẻ, 27 tuổi, ở phường An Khánh của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Từ số điện thoại 0164-693-8496, chị hỏi là tôi bị viêm gan siêu vi B mãn tính đã 3 năm rồi. 3 tháng thì tôi đi khám một lần, uống thuốc đều đặn. 2 năm đầu thì bác sĩ nói là không cần điều trị, đến năm thứ 3 thì mới điều trị. Tôi bị men gan cao, số lượng virus cao. Xin hỏi là bệnh của tôi có thể điều trị dứt điểm không? Những thông tin cũng khá là sơ lược
không biết là chị đang dùng thuốc gì và như thế nào. 2 năm đầu thì có lẽ là theo dõi thì không phải dùng thuốc. Đến năm thứ ba thì có lẽ là lượng virus của chị nó đã tăng cao, hoặc là cái tình trạng sức khỏe nó như thế nào thì bác sĩ quyết định là điều trị. Như vậy là điều trị 1 năm rồi, 3 tháng đi khám 1 lần. Men gan hiện tại là cao, số lượng virus cao. Xin mời ý kiến tư vấn của bác sĩ Phạm Hồ Vũ. Trước tiên là cũng cảm ơn chị Thảo đã gửi câu hỏi chương trình. Kính thưa chị, bà con dựng quay cùng với quý giả, quý khán giả chương trình. Thì như tôi đã trình bày lúc đầu rồi, thì cái viêm gan CVB mãn tính thì nó có cái dạng là không hoạt động và cái dạng là nó sẽ hoạt động. Thì có thể là cái trường hợp của chị là 2 năm đầu là nhiễm, là có nhiễm CVB mãn tính nhưng mà nó ở dạng không hoạt động. Thì ở dạng đó chúng ta không có điều trị đặc hiệu, chúng ta chỉ theo dõi thôi. Theo dõi định kỳ mỗi 3-6 tháng. Rồi sau đó 1 năm sau là chị có điều trị, từ đó chứng tỏ có thể là 1 năm sau chị đã chuyển sang cái giai đoạn hoạt động. 2 năm sau. Có nghĩa là qua 2 năm rồi, tới năm thứ 3 thì mới chuyển qua cái giai đoạn hoạt động và chị có điều trị đặc hiệu. Thì cái điều trị đặc hiệu viêm gan CVB thì thực chất mà nói á, cái chúng ta có hiểu cái điều trị khỏi của B, khỏi là sao? Có nghĩa là điều trị cho mắt loại bỏ sạch hoàn toàn virus khỏi cơ thể. Nghĩa là cái HBS gây nó trở thành âm tính. Thì cái đó thì nó là có nhưng mà tỷ lệ rất thấp, và chúng ta không, hiện tại với cái nền y học hiện tại và những thuốc men hiện tại thì chúng ta không đặt ra cái đó là mục tiêu của điều trị. Mà mục tiêu điều trị của chúng ta là chủ yếu là chúng ta sẽ ức chế cái sự phát triển của CV để mà nhằm là hạn chế, ngăn ngừa những cái tổn thương gan, từ đó là tránh đi hoặc là giảm đi những cái biến chứng nặng nề như là xơ gan và ung thư gan. Cho nên là cái trường hợp của chị là chị điều trị và nếu là chỉ 1 năm thôi thì chị phải tiếp tục điều trị cho đến khi nào có hiện tượng chuyển huyết thanh. Thường thì nếu mà cái dạng mà viêm gan CVB mãn tính mà HBeAg dương tính thì phải điều trị cho đến khi chuyển huyết thanh, thì có thể là chúng ta sẽ điều trị thêm một thời gian, ít nhất là khoảng 1 năm nữa thì chúng ta có thể ngừng thuốc. Còn nếu mà cái dạng mà HBeAg mà âm tính, nghĩa là cái dạng đó thì chị phải định lượng cái CVB của chị, nghĩa là qua quá trình điều trị thì chị phải định lượng lại là nó phải là dưới ngưỡng ít nhất là 3 lần, mà mỗi lần định lượng như phải 6 tháng, như là coi như 18 tháng, và thời gian điều trị tối thiểu chị phải là 2 năm, thì lúc đó chị mới ngừng thuốc. Thì khi mà ngừng thuốc thì ngừng thuốc như vậy có nghĩa là chúng ta đã ức chế được sự phát triển của CV. Như vậy thì cái CV này chúng ta sau khi ngừng thuốc chúng ta vẫn phải theo dõi định kỳ, tại vì đúng là chúng ta điều trị thì nó sẽ bệnh nó ổn định rồi, nó không làm tổn thương gan nữa, nhưng mà nó cũng có thể trở lại cái dạng mà hoạt động và gây tổn thương gan bất cứ lúc nào. Và thật sự mình nói hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa có một cái công cụ nào mà tuyệt vời để tiên đoán cái khi nào nó bùng phát trở lại. Cho nên là trường hợp chị là mình bây giờ mình phải tiếp tục điều trị cho đến khi ngừng thuốc, và ngừng thuốc cũng phải tiếp tục theo dõi cho đến khi nào mà hoàn toàn mắc sạch cái virus, nghĩa là cái HBeAg âm tính và hình thành cái anti HBs. Cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hồ Vũ. Chị Phan Thị Hương Giang ở số 300/45/6 Nguyễn Thông của phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có chia sẻ một cái điều là tôi bị viêm gan CVB mãn tính đã 9 năm. Kết quả xét nghiệm mới nhất vào ngày 11 tháng 6 năm 2015 thì định lượng HBV dưới ngưỡng phát hiện 3 × 10√3, HBeAg thì âm tính, anti-HBe âm tính, AST thì 26 và ALT là 20. Hiện đang uống thuốc Tenifor 300. Xin hỏi với cái kết quả trên thì và tôi đang dùng thuốc như thế thì tôi có thể mang thai được không? Xin mời bác sĩ Lê Thanh Phương có thể tư vấn cho chị Hương Giang ạ. Vấn đề của quý vị khán giả hỏi thì nó có một số cái mà chúng ta phải biết. Khi một bệnh nhân viêm gan CVB mãn tính đang điều trị tenofovir phát hiện mình có thai thì nên quay lại bác sĩ điều trị ban đầu của chúng ta, bác sĩ đang điều trị chúng ta, để được tư vấn về cái trường hợp đặc biệt của mình. Thì vấn đề tư vấn xung quanh nhau một số việc như sau. Bác sĩ sẽ coi xem chúng ta có chỉ định ngưng thuốc hay chưa. Nếu chỉ định ngưng thuốc đạt yêu cầu, bệnh nhân sẽ được ngưng thuốc và tiếp tục có thai. Nếu trường hợp thứ hai
là chưa có chỉ định ngưng thuốc nhưng chúng ta có thai, thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ tư vấn mặt lợi và mặt khi tiếp tục dùng thuốc và khi ngưng thuốc. Nếu anh dùng thuốc có lợi gì, có hại gì? Anh tiếp tục thuốc có lợi gì, có hại gì? Và khi tư vấn đầy đủ như thế thì bệnh nhân là người chọn lựa tôi có tiếp tục dùng thuốc nữa hay không, hoặc là tôi sẽ ngưng thuốc. Thì bệnh nhân là cái người mà quyết định chọn lựa mình theo cách nào trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng tôi có lời khuyên, theo cái phân loại của Mỹ mà theo cái hướng dẫn về viêm gan CVP của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2015 thì tenofovir sử dụng được cho phụ nữ có thai. Và chỉ đơn độc của tenofovir là người ta chọn lựa mà thôi. Tuy nhiên mình cũng phải hiểu nó sâu xa một chút. Tất cả các thuốc, không phải là thuốc tenofovir không, sử dụng an toàn. Trong cái nghiên cứu theo dõi khoảng 8 năm thì chưa thấy cái gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, không ai bảo đảm cho mình 100% là không hại đến thai. Không ai bảo đảm mình điều đó cả. Ngay cả mình có thai mà không dùng thuốc gì chăng nữa thì cũng chả ai bảo đảm cho mình thai mình 100% bình thường. Thành ra trong hoàn cảnh khó khăn của mình thì mình nên lựa chọn cái gì tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Theo tôi, bệnh nhân điều trị chưa có chỉ định ngưng thuốc. Nếu mình ngưng thuốc, bệnh mình sẽ xấu hơn. Tỷ lệ HPV sẽ tăng cao. Khi tăng cao, khả năng lây cho con sẽ cao lên. Thành ra tư vấn tốt nhất thì bệnh nhân nên lựa chọn tiếp tục dùng thuốc. Và phải trì hoãn cái việc mang thai, bởi vì chị Hương Giang chia sẻ là chị mới có ý định mang thai thôi. Dạ, nên tham khảo kỹ hơn với bác sĩ điều trị đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý khán giả thân mến, ban thư ký chương trình đã chuyển đến cho chúng tôi khá là nhiều câu hỏi. Khán giả quan tâm đến cái việc điều trị, cái hiệu quả điều trị bệnh viêm gan CVB và C như thế nào. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng khán giả trường quay thì cũng đang nóng lòng muốn được ba bác sĩ tiếp tục tư vấn về cái việc điều trị viêm gan CVB cũng như viêm gan CVC thì cần lưu ý những gì, không để quý khán giả chờ đợi lâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về những tiến bộ trong điều trị viêm gan B và C. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ theo dõi một video clip nữa để xem rằng trong cái quá trình điều trị thì người bệnh cần phải tuân thủ cái việc điều trị có kiểm soát như thế nào. Anh Nguyễn Văn Cường, ngụ tại xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Trong một lần xét nghiệm kiểm tra để tiêm ngừa viêm gan siêu vi B, đã phát hiện mình bị bệnh. Hơn 3 năm điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh, anh đã tự ý ngưng dùng thuốc. Không lâu sau đó, anh Cường phải nhập viện để điều trị đợt cấp viêm gan B. Thời gian ngưng thuốc thì thấy trong mình là lối nó kỵ lắm. Ra mần thì nói chung mần không nổi. Rồi tôi mới thấy vậy, tôi mới đi lên trên Cần Thơ kiểm tra lại con virus nó tăng cao lắm. Theo tôi thì viêm gan B đó, mình đừng có nên ngưng nó rất nguy hiểm. Chị Lê Thị Kim Tuyến, ngụ tại phường Cái Dồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cũng phát hiện bệnh viêm gan siêu vi B một cách tình cờ. Men gan của chị tăng gấp 5 lần và lượng virus trong máu ở mức cao, 10 lũy thừa 6 copy trên ml. Cố gắng vượt qua cú sốc về tinh thần, chị đã tuân thủ tốt việc điều trị trong hơn một năm qua. Em sợ là dây qua bị ung thư gan á, con vi trùng quá trời nhiều á, rồi em sợ em khóc, em nói là chắc em không còn nữa. Rồi ở nhà mới khuyên em là gắng điều trị đi, rồi nhà thương Hương Châu này đi cũng thoải mái. 3 tháng em đi tái khám một lần, thì cái men gan kiến này tốt, con virus nó hạ rồi. Bây giờ cũng theo bác sĩ điều trị cho nó hết. Nói đến tiến bộ trong điều trị viêm gan siêu vi B và C mãn tính, không thể không nhắc đến đóng góp của ngành công nghiệp dược. Các loại thuốc đặc trị dạng uống và tiêm xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều, càng giúp thầy thuốc và bệnh nhân có thêm cơ hội lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều người bệnh cũng cho rằng việc điều trị có kiểm soát tại cơ sở chuyên khoa tin cậy vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Nên đi một bác sĩ thôi. Đi nhiều ác thì có khi mình đã xét nghiệm cái này rồi mà mình đi ngay bác khác thì bác khác phải cho mình kiểm tra lại cái đó nữa thì rất tốn kém.
theo dõi xuyên suốt điều trị cố định một nơi thì bác sĩ sẽ đọc hồ sơ bệnh án của mình và nhớ được cái bệnh của mình. Do đó là quá trình theo dõi nó được sát sao hơn. Và khi mà em điều trị ở một chỗ, cụ thể là em đang điều trị tại bệnh viện á, thì em thấy là qua một thời gian em 2 tháng điều trị thì cái men gan của em đã xuống rõ rệt. Và em thấy cảm thấy rất là tốt. Trước đây, ở nước ta, khi nói về đặc điểm của bệnh viêm gan siêu vi B và C, các bác sĩ chuyên khoa vẫn luôn e ngại trước thực trạng lây truyền virus từ mẹ sang con. Điều đáng mừng là hiện nay đã có phác đồ điều trị bệnh viêm gan siêu vi cho phụ nữ mang thai và đã có giải pháp để bảo vệ các cháu bé được sinh ra từ người mẹ bị nhiễm virus viêm gan B. Trong 12 giờ đầu sau khi sinh, bé có mẹ bị bệnh sẽ được tiêm ngừa vaccine và kháng thể để phòng bệnh. Đây là quy định nghiêm ngặt được thực hiện ở nhiều bệnh viện. Tại đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu là nơi đầu tiên thực hiện chương trình này. Video clip vừa rồi thì có đề cập đến cái vấn đề là lây truyền viêm gan siêu vi B từ mẹ sang con, cũng như là viêm gan siêu vi C cũng lây truyền từ mẹ sang con. Và nhân đây thì tôi muốn hỏi thêm bác sĩ Lê Thanh Phương. Khi nãy bác sĩ nói là người phụ nữ trong quá trình điều trị, nếu như ý kiến tư vấn của bác sĩ điều trị cho mình bảo rằng là chưa nên ngừng thuốc vào thời điểm này thì tốt nhất là không nên quyết định mang thai. Tuy nhiên là chúng ta thấy có một cái thực tế mà tôi nghĩ rằng trong cái thực hành lâm sàng thì bác sĩ cũng gặp rất là nhiều. Ví dụ như là các cái chị phụ nữ khi mà họ mang thai rồi thì mới bắt đầu phát hiện, trong các cái xét nghiệm thì bắt đầu phát hiện mình bị bệnh viêm gan siêu vi B hoặc là C. Thì như vậy trong trường hợp nào thì chúng ta quyết định điều trị cho các bà mẹ, các thai phụ này ạ? Để trả lời câu hỏi này thì nó có nhiều tình huống đặt ra. Đầu tiên tôi xin nói về viêm gan siêu vi B. Có nhiều tình huống. Tình huống thứ nhất, đối với những bà mẹ, những phụ nữ ở tuổi mang thai, thường là 20 đến 30, thậm chí đến 40 tuổi là tuổi mà sinh đẻ. Khi mình bị viêm gan siêu vi B mà chưa có chỉ định điều trị thì nên theo dõi ở cơ sở khám chuyên khoa gan để tới mức nào thì điều trị. Nhưng nếu mình có kế hoạch sinh con, mình có kế hoạch sinh con mà vẫn chưa tới mức điều trị thì mình cũng nên tới cơ sở khám chuyên khoa gan khi mình có thai. Tới đó bác sĩ sẽ tư vấn cho mình để phòng ngừa đứa bé ở vào 3 tháng cuối của thai kỳ. Việc phòng ngừa này phụ thuộc vào cái nồng độ siêu vi B của mình, của người mẹ. Nếu nồng độ siêu vi B đạt cái ngưỡng điều trị thì người ta sẽ điều trị cho đứa bé, điều trị cho mẹ để phòng ngừa lây nhiễm cho đứa bé từ tháng thứ 7 trở đi. Thuốc mà người ta khuyên dùng là thuốc tenofovir, điều trị thời gian sau sanh khoảng 1 tháng. Thì cái kết hợp với việc chích phòng ngừa của đứa bé bằng vaccine viêm gan B cộng với HPV thì cái khả năng và lây nhiễm gần như rất hiếm. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân trong độ tuổi sinh đẻ mà mình bị viêm gan siêu vi B có chỉ định điều trị mà mình muốn có thai thì nên làm một kế hoạch đối với bác sĩ điều trị. Lúc đó người ta sẽ khuyên mình dùng một loại thuốc chích tên là beta interferon, có thời gian điều trị 12 tháng thì hiệu quả cũng tương đối. Và khi điều trị đúng 12 tháng đó thì chúng ta mới có kế hoạch sinh con. Tại vì để điều trị thuốc chích sẽ có thời gian ngắn, còn điều trị thuốc uống sẽ thời gian kéo dài. Thành ra người ta khuyên thuốc chích để có thời gian ngắn và ta có kế hoạch để sinh con. Trường hợp tình huống thứ ba, mình đang điều trị mà mình phát hiện có thai. Thì trong những cái khuyến cáo, những cái hướng dẫn gần đây của châu Mỹ, châu Úc hoặc châu Á cũng thế, đối với những thuốc ngoài tenofovir, nếu mình đang điều trị phát hiện có thai nên đổi sang tenofovir để điều trị. Tại vì tenofovir chỉ là thuốc mà nó nằm trong cái bảng gần như là vô hại đối với thai, và được WHO hướng dẫn điều trị
trong 2015. Nếu đang điều trị tenofovir và phát hiện có thai thì nên cân nhắc và khuyên là nên tiếp tục điều trị với tenofovir. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở phụ nữ có thai mà viêm gan siêu vi B điều trị hoặc không điều trị, bác sĩ sẽ tư vấn rất rõ ràng cho người bệnh mặt lợi mà mặt hại, và bệnh nhân là người chọn lựa thuốc, bệnh nhân là người chọn lựa điều trị, bệnh nhân là người chọn lựa tiếp tục điều trị hay ngưng điều trị. Và vấn đề này bác sĩ sẽ tư vấn rõ cho bệnh nhân để tránh phiền phức về sau. Đó là những cái gì mà liên quan đến viêm gan B và phụ nữ có thai. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Lê Thanh Phương. Trở lại với phần giao lưu của khán giả trường quay với các bác sĩ tham gia chương trình. Xin mời khán giả trường quay tiếp tục ạ. Xin mời bạn. Dạ, cho em xin hỏi bác sĩ Di Linh một câu là đối với các cháu bé mà có mẹ bị viêm gan siêu vi B thì khi sinh ra thì các cháu bé sẽ được tiêm phòng sớm cái viêm gan siêu vi B và sau đó sẽ được tiêm tiếp tục những cái liều viêm gan siêu vi B đầy đủ, thì có chắc là các cháu bé đó sẽ không bị bệnh viêm gan siêu vi B hay không ạ? Dạ, em cảm ơn. Xin cảm ơn bạn đã có một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng rất nhiều các bà mẹ đến sinh con ở Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, những chị không may bị nhiễm viêm gan siêu vi B thì đã hỏi bác sĩ Di Linh câu hỏi này rất là nhiều lần. Xin mời bác sĩ. Cảm ơn cái câu hỏi của chị. Thì câu hỏi này cũng rất là thường gặp, hình như là tuần nào cũng gặp. Dạ. Hiện giờ bản thân thì lại cũng đang theo dõi cho rất là nhiều cái thai phụ mà bị viêm gan siêu vi B. Thì cái câu này là mình cũng phải chuẩn bị trước và mình phải tư vấn kỹ cho thai phụ. Thì đa phần trước đây chúng ta hay quan niệm đều như đây nè, con tôi sanh ra xong rồi tôi có bị viêm gan đi, tôi có chích ngừa đúng theo phác đồ 2-3 mũi hoặc 4 mũi thì tôi sẽ yên tâm là con tôi sẽ không bị bệnh. Đa phần hiện tại đó, quan niệm của mọi người đều nghĩ như vậy, nhất là những người mà không có bị viêm gan B. Họ là nghĩ là sẽ tiêm ngừa rồi là chắc chắn là an toàn. Thì đây là cái quan niệm nó không có đúng. Tại sao như vậy? Thì đầu tiên là trên những người mà bị mẹ bị viêm gan siêu vi B thì bản thân con của họ chưa chắc là sau khi tiêm ngừa đủ là đã được an toàn. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ có những nguyên nhân nó sẽ làm cho em bé bị nhiễm ngay trước từ khi mà em bé chào đời. Đó là trong cái phần trả lời đầu tiên nãy lúc nãy đó, chúng tôi có nói đó, là trên những trường hợp bà mẹ mà có HBsAg dương tính, đồng thời HBeAg dương tính và HPV DNA cao, có nghĩa là nồng độ virus trong máu rất là cao, thì bản thân em bé trước khi nó chào đời nó đã bị lây nhiễm từ trong bụng mẹ rồi. Cho nên khi mà sanh ra xong á, mặc dù chúng ta có phòng ngừa, chúng ta có tiêm ngừa đi, thì em bé cũng đã bị nhiễm mất tiêu rồi. Phòng ngừa đâu còn hiệu quả gì nữa. Đó là bị lây nhiễm ngay từ trong bụng mẹ, ngay từ trong tử cung. Cái thứ hai, ở đây là các bà mẹ quan niệm rằng là chúng ta tiêm ngừa rồi, đủ rồi, 3 liều, 4 liều rồi là an toàn. Tuy nhiên chúng ta tiêm ngừa có đúng hay không? Tiêm ngừa đúng ở đây có nghĩa là tiêm ngừa sao? Trên những bà mẹ mang thai mà bị viêm gan B, chúng ta phải tiêm ngừa cái vaccine và immunoglobulin trong vòng 12 giờ sau khi sanh. Thực tế thì hiện tại không có nhiều... Không phải tất cả bệnh viện đều thực hiện cái quy trình này. Có nghĩa là những bé có mẹ viêm gan siêu vi B sanh ra xong, chúng ta tiêm ngừa, một là tiêm ngừa vaccine trễ, hai là chúng ta không, em bé không được chích cái immunoglobulin. Thì khi đó cái hiệu quả, cái việc tiêm ngừa nó sẽ giảm đi. Đồng thời cái việc tiêm ngừa hiệu quả là sao? Hiệu quả có nghĩa là chúng ta phải đi theo đúng phác đồ. Có nghĩa là tiêm theo phác đồ 0-1-6 hay phác đồ là 2-4-6. Chúng ta có đi đúng thời gian hay không? Và cái điều quan trọng nhất là sau khi tiêm ngừa đủ các cái liều như vậy đó, chúng ta có xét nghiệm để xác định là em bé có đủ kháng thể hay chưa. Chúng ta cứ đinh ninh là chúng ta chích ngừa rồi là con chúng ta đủ kháng thể. Tuy nhiên, như tôi nói lúc đầu, có những bé đâu có kháng thể đâu, hoặc là em bé bị nhiễm mất tiêu rồi. Thì những trường hợp như vậy đó, chúng ta không có tiêm nhắc lại cho bé, thì sau này khi bé ra ngoài cộng đồng, chắc chắn bé sẽ bị nhiễm. Khi mà chúng hàng ngày tiếp xúc với những bà mẹ bị viêm gan hoặc là nó chơi với những chúng bạn mà bị viêm gan siêu B, thì đó là ba cái nguyên nhân mà có thể làm cho con em chúng ta không an toàn mặc dù chúng ta đã được tiêm ngừa. Thì tôi cũng xin chia sẻ
theo những ý mà của bác sĩ Phương nói lúc nãy, tại sao bây giờ chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề gọi là phòng ngừa lây truyền viêm gan siêu B từ mẹ sang con? Chúng ta trước đây chúng ta tập trung vào vấn đề gọi là điều trị, bây giờ chúng ta lại đẩy mạnh vấn đề phòng ngừa lây truyền. Thì như chúng ta đã biết, nếu như người lớn là chủ yếu chúng ta bị lây truyền viêm gan siêu B là do cái đường tình dục hoặc là do tiêm chích, thì trẻ em lây truyền chủ yếu là do cái đường lây truyền từ mẹ sang con. Theo một thống kê ở Mỹ, họ thấy trên những cái người bị viêm gan siêu B mãn tính thì 30-40% những trường hợp vậy là do lây truyền từ mẹ sang con. Và tác hại của việc lây truyền sớm như vậy như thế nào thì chúng ta đã thấy như thế này, là người ta nghiên cứu ta thấy rằng nếu như bé đó trong một năm đầu đời sau khi sanh đó, bé đó bị lây nhiễm viêm gan siêu B thì 90% những bé này sẽ trở thành một người mang mầm bệnh mãn tính. Nếu như bé này là nó từ 1 tới 5 tuổi nó mới nhiễm thì là nó khoảng 30%, còn trên 5 tuổi rồi, trên 5 tuổi nó bị nhiễm thì chỉ có dưới 5% là bé này trở thành người mang bệnh mãn tính thôi. Thì người ta thấy rằng trong cái nhóm những người mang bệnh mãn tính như vậy đó, 25% những cái người này có nguy cơ trở thành ung thư gan và xơ gan về sau. Cho nên đối với những cái bé càng nhỏ thì nguy cơ tỷ lệ nếu bị nhiễm mãn tính trở thành ung thư gan và xơ gan rất là nhiều, rất là cao. Và như bác sĩ Phương nói lúc nãy, em bé nó đâu có triệu chứng gì bộc phát thì chúng ta biết để chúng ta phòng ngừa. Chúng ta cứ đinh ninh là con chúng ta được bảo vệ rồi. Thì cái lời khuyên cuối cùng đó chính là khuyên tất cả các ông bố và mẹ sau khi chích ngừa xong nhớ xét nghiệm lại đánh giá xem bé có đủ kháng thể hay chưa để chúng ta có thể bổ sung thêm, hoặc là nếu em bé bị nhiễm rồi để chúng ta có biết đường theo dõi cho nó. À, xin cảm ơn bác sĩ Duy Linh ạ. Thưa quý khán giả, thời lượng dành cho chương trình không còn nhiều nữa. Và ở phần cuối của chương trình Y học vì cuộc sống kỳ thứ 3 này thì chúng tôi muốn mời quý khán giả ghi nhớ những lời khuyên của các bác sĩ, những lời khuyên mang tính chất đúc kết. Và bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian cho nên là tôi xin mạn phép là mỗi bác sĩ chỉ đưa ra một lời khuyên thôi, một lời khuyên nào mà mình cảm thấy là cần thiết nhất đối với cộng đồng về viêm gan siêu vi B và C. Tôi biết là tôi đang làm khó các bác sĩ, nhưng mà xin hãy cố gắng giúp cho điều này. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Phương ạ. Anh sẽ khuyên điều gì? Nói về khuyên viêm gan siêu vi B và C thì khuyên nhiều lắm, nhưng mà thời lượng không cho phép. Thì lời khuyên là những người viêm gan siêu vi B nên đến các cơ sở khám chữa bệnh để được theo dõi, tư vấn và điều trị khi có chỉ định điều trị, và tuân thủ điều trị đúng. Chỉ có tuân thủ điều trị đúng thì mới phòng ngừa được xơ gan, ung thư gan. Còn những ai chưa bị viêm gan siêu vi B thì nên tầm soát để đi chích ngừa viêm gan siêu vi B. Chỉ có chích ngừa viêm gan siêu vi B thì mới phòng ngừa được xơ gan, ung thư gan mà thôi. Viêm gan siêu vi C hiện tại đã có thuốc điều trị đạt hiệu quả rất cao. Thành ra viêm gan siêu vi C ở những bệnh nhân mà mắc bệnh này nên đến cơ sở khám chữa bệnh để điều trị, và đã được bảo hiểm y tế chi trả một phần rồi, thành ra cái gánh nặng bị viêm gan siêu vi C mà quý vị mang đó cũng được nhà nước chia sẻ một phần. Theo tôi đây là cái tin mừng cho viêm gan siêu vi C mãn tính. Một câu của bác sĩ Lê Thanh Phương hơi dài nhưng mà lại rất là thiết thực, rất là bổ ích. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Thanh Phương. Dạ, xin mời thạc sĩ bác sĩ Phạm Hồ Vũ. Bác sĩ Vũ sẽ khuyên cái điều gì ạ? Là bác sĩ cho là quan trọng. Thật ra thì cái câu trả lời của lời khuyên của bác sĩ Phương là khuyên là cũng khá là đầu bao quá hết rồi. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi cần nhấn mạnh ở đây nghĩa là đối với nhiều cái bệnh lý nội khoa khác thì đôi khi cái người bác sĩ chỉ cần khám bệnh thôi thì người ta sẽ có thể là định được cái tình trạng bệnh của bệnh nhân. Nhưng mà riêng đối với bệnh gan á thì cái xét nghiệm là nó đóng cái vai trò gần như là quyết định luôn trong cái chẩn đoán và điều trị bệnh. Nói đơn giản là nếu mà chúng ta mà không có cái hệ thống xét nghiệm mà chính xác nhạy bén thì gần như là cái người bác sĩ mà chuyên khoa gan mặt là không có hành nghề được. Cho nên tôi nói ra điều này là để cho bà con lưu ý rằng là bác sĩ Khuôn và khuyên phải đi đến có bệnh phải đến khám bệnh. Thì tôi có lời khuyên rằng là cái quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn cái cơ sở khám bệnh phù hợp. Nghĩa là tốt nhất nên lựa chọn cơ sở nào mà có cái chuyên khoa gan mạc hoặc là phòng khám gan mạc, thì như thế người ta mới đầu tư những cái trang thiết bị máy móc xét nghiệm hiện đại và đủ trình độ chuyên môn
để mà điều trị chuyên sâu bệnh lý gan mạc. Dạ, tôi hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Vũ về vấn đề này. Còn bác sĩ Di Linh thì sẽ khuyên gì ạ? Chắc là anh sẽ nói những vấn đề liên quan tới người phụ nữ mang thai. Dạ, là hành nghề về bên phụ nữ cho nên chắc sẽ khuyên về bên phụ nữ thôi. Dạ, thì tôi khuyên tất cả những bà mẹ mang thai bị viêm gan siêu B nên tầm soát viêm gan siêu B trong thời kỳ mang thai, nên có phương pháp dự phòng nếu như nồng độ virus trong máu cao. Sau khi sanh xong thì nên chích ngừa viêm gan siêu B thật là sớm và nên xét nghiệm lại sau khi tiêm ngừa. Xin cảm ơn bác sĩ Di Linh, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn ba bác sĩ. Thưa quý khán giả, qua thực tế cũng như là qua những điều mà ba bác sĩ vừa trình bày thì chúng ta thấy rằng là so với nhiều thập niên trước đây thì hiện tại việc chẩn đoán cũng như là kiểm soát điều trị đối với hai bệnh viêm gan siêu vi B và C thì đã đạt được rất nhiều những cái tiến bộ. Và chúng tôi hy vọng là chương trình Y học vì cuộc sống phát hình kỳ thứ 3 này đã giúp quý khán giả cập nhật được những cái tiến bộ quan trọng và cần thiết. Nếu như mà có nhu cầu thì quý khán giả có thể đón xem lại chương trình này trên kênh VTV Cần Thơ 1 vào lúc 9 giờ 40 phút thứ tư ngày 1 tháng 7 năm 2015, hoặc là quý khán giả có thể truy cập vào trang web www.vtvcanthơ.vn để xem lại toàn bộ chương trình. Những câu hỏi chưa được ba bác sĩ trực tiếp giải đáp trong buổi giao lưu này sẽ được tiếp tục trả lời cho quý khán giả trên trang web www.phuongchau.com. Và chúng tôi cũng muốn nhân chương trình này giới thiệu cùng quý khán giả chương trình Y học vì cuộc sống kỳ thứ tư sẽ tập trung cho chủ đề bệnh viêm loét dạ dày tá tràng và sẽ được phát hình trực tiếp trên kênh VTV Cần Thơ 2 lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2015. Quý khán giả có thể gửi câu hỏi trước để giao lưu với các bác sĩ chuyên khoa theo địa chỉ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, số 300 đường Nguyễn Văn Cừ, Nối Dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hoặc quý khán giả có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email yhocvicuocsongavongphuongchau.com. Chúng tôi xin một lần nữa được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Phương, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Di Linh và thạc sĩ bác sĩ Phạm Hồ Vũ đã dành thời gian tham gia giao lưu cùng khán giả đồng bằng sông Cửu Long. Và lời cảm ơn trân trọng xin được gửi đến Bệnh viện Quốc tế Phương Châu cùng văn phòng đại diện Hoffmann La Roche đã phối hợp cùng VTV Cần Thơ thực hiện chương trình này. Cuối cùng chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý cô bác, anh chị đã dành thời gian quý báu đến tận trường quay tham gia chương trình và quý khán giả xem đài đã đồng hành cùng chương trình Y học vì cuộc sống của VTV Cần Thơ trong 60 phút vừa qua. Hôm nay thì nhân ngày gia đình Việt Nam, cho phép tôi thay mặt những người thực hiện chương trình xin gửi đến ba bác sĩ cùng tất cả quý khán giả và gia đình lời chúc dồi dào sức khỏe. Có được sức khỏe thì gia đình mái ấm của chúng ta sẽ luôn có được niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt. Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình bạn.